Tiếp theo là combo số 18 nha quý vị. Combo này có 4 cây sâm hương ha. 250 bao khuyến ship toàn quốc ha quý vị. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước ha quý vị ha. Cái này là tôi gọt nửa bầu nha quý vị. Ngón tay tôi nè. Có chân cành hết trơn rồi nè ha. Gọt nửa bầu rồi đóng hàng gửi đi nha quý vị. Rồi hai cây. Này là siêu mini nha, nó nhỏ xíu luôn nha quý vị. Này ba cây nè. Cái này chuyển dáng làm dáng đổ được hết luôn nha quý vị. Nghiêng xuống nha. Nghiêng xuống vậy nè. Đó là làm cây đổ luôn đó. Rồi ba cây ha. Cây này cây số 4 nè. Chuyển dáng được hết, bay đổ gì cũng được, chứ cần mình chỉnh về mình vô chậu mình chỉnh qua vậy là làm cây bay rồi nè. Đó. Rồi bốn cây 250 xuống luôn quý vị ơi.